Để làm một bài tập làm văn thì chúng ta có mở bài, thân bài và kết bài. Viết kịch bản cho một bộ phim điện ảnh cũng vậy. Phim điện ảnh chứ không phải là phim truyền hình nha anh em. Và đây là phân tích mở bài của bộ phim Seven, một trong những bộ phim hình sự hay nhất mọi thời đại. Tất nhiên đây không phải là một video dạy tập làm văn, đây là một video phân tích 10 phút đầu phim. Mình là Kiên Xuân và đây là câu chuyện điện ảnh. Suốt 10 phút mở đầu của mọi bộ phim xuất sắc thường sẽ tiết lộ những vấn đề chính xuyên suốt cả bộ phim, những khó khăn và thử thách mà các nhân vật trong phim gặp phải. Đây là thời khắc mà các nhà làm phim đưa chúng ta vào thế giới của họ, một thế giới mới mẻ, nơi mà mọi thứ được set up và dựng lên những luật lệ riêng của bộ phim. Seven là một bộ phim biết đến là sự bạo lực và những cơn thịnh nộ. Nhưng khi mà bộ phim mới bắt đầu, một nhân vật lớn tuổi lại đem lại cho chúng ta một cảm giác nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Tuy nhìn giống như một người đàn ông giản dị, nhưng mà ông ta lại là một người kỹ tính. Hãy để ý cách mà ông ta đặt áo vest lên giường để là cho nó phẳng phiu trước khi mặc. Anh em mình thì cứ lôi ra khỏi tủ quần áo là ốp luôn vào người. Sự kỹ tính của ông còn được thể hiện ở cách ông sắp xếp các đồ vật nhỏ nằm ngay ngắn ở trên tủ cạnh giường. Đến đây thì chúng ta biết được ông ấy là cảnh sát và có vẻ như là ông ta đang sống một mình. Bởi vì cái giường của ông ta còn nhỏ hơn cả cái giường của mình nữa. Đang từ một khung cảnh ngăn nắp và sạch sẽ, chúng ta được chuyển sang một khung cảnh. Ôi giời ơi! Yeah. Crime of passion. Yeah. Lời thoại của hai ông này bị trộn với ả tạp âm nhỏ, mang lại cho chúng ta những tiếng động khá khó chịu của xe cộ trên phố và những camera chạy bằng cơm. Đó là những điều luôn xuất hiện ở trong một bộ phim được xây dựng một cách tỉ mỉ và chân thật. Thám tử của chúng ta ở đây là một người rất để ý. Tuy ông có vẻ hơi cổ hủ nhưng mà rõ ràng ông ấy cũng là một chuyên gia rất tỉ mỉ. Ông luôn đặt ra những câu hỏi mà đồng nghiệp thường không thích những câu hỏi của ông, vì người ta cho rằng đó là những câu hỏi vô nghĩa. Thằng bé nó có nhìn thấy không? Thoạt nghe thì bạn cũng sẽ cho rằng đây là một câu hỏi dở hơi đúng không? Nhưng thật ra câu hỏi này lại không hề dở hơi tí nào. Chính câu hỏi này lại cho chúng ta thấy được vị thám tử già thật sự quan tâm đến thế giới quan của một đứa trẻ như thế nào. Lý do là khi một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở một thành phố quá nhiều tội lỗi thì sẽ chịu ảnh hưởng bởi những thứ lệch chuẩn trong xã hội. Khi lớn lên, chúng ta dễ dàng trở thành một con người mà hồi bé chúng ta đã nhìn thấy và bị ấn tượng. Mình nghĩ ông ta cho rằng nhân cách xấu của một con người là do sự thờ ơ trong cách nuôi dưỡng và giáo dục từ khi người ta còn nhỏ. Vậy nên là đứa trẻ này có nhìn thấy khung cảnh kinh khủng này không là việc rất quan trọng đối với ông ấy. Đến đây thì chúng ta biết được ông ấy tên là Somerset và đồng thời ông ấy cũng sắp nghỉ hưu hoặc là chuyển công tác. Như một luật bất thành văn thì những con người ở đầu bộ phim này hầu như là đều thô lỗ trong cách giao tiếp. Lý do tại sao thì tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn. Ở thời lượng 1 phút 25 của bộ phim, diễn viên chính thứ hai xuất hiện. Khi bộ phim đưa chúng ta ra khỏi những phân cảnh tối thì ngoài trời cũng không sáng hơn là bao. Đây không chỉ là một cơn mưa mà thành phố này đang bị những trận bão nhiều ngày liền. Mew đến đây với mục đích là để kế nhiệm khi mà Somerset rời đi. Ta có thể thấy Mew có tính cách khá là gây gổ và hiếu chiến, được thấy ở đa số nhân vật trong phim này. Đây là hệ quả của việc tiếp xúc với tội phạm quá nhiều. Khi những con người mang nhiệm vụ là thực thi công lý, họ luôn phải đứng giữa ranh giới giữa sự tốt đẹp và bản chất xấu xa của xã hội. Mặc dù là họ có thể là con người chính trực, nhưng mà sự tồi tệ luôn hiển hiện trước mắt họ ngày qua ngày. Họ phải tiếp xúc với những điều đen tối nhất của xã hội trong một thời gian dài, dần dần ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tâm lý con người, dẫn đến sự cộc cằn trong tâm hồn. Đấy là lý do vì sao hầu như những con người trong bộ phim này đều nói chuyện một cách rất thô lỗ. Thêm cả hiệu ứng thời tiết nữa, cơn bão luôn là biểu tượng của những điều xấu. Nhà làm phim muốn khiến cho người xem thấy rằng đây là một nơi thực sự tệ hại. Mew tiếp tục công kích và thể hiện cái tôi nhưng mà Somerset không hề quan tâm. Thật ra là từ đầu phim đến giờ chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều số 7 được nhà làm phim khéo léo thêm vào. Và đây là con số 7 đầu tiên được Somerset nói ra. I want you to look and I want you to listen, okay? Now, I wasn't standing around guarding the Taco Bell. Qua cuộc nói chuyện này, chúng ta biết được hai vị thám tử này có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Somerset đang cố nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng mà những âm thanh ồn ào bên ngoài không ngừng xâm chiếm không gian của ông, khiến ông hơi khó chịu.
như ông ấy đã có cách để ổn định tâm lý. Có lẽ là ông đã quá quen với sự mệt mỏi này rồi, và ông ý thức được rằng cuộc đời là bề khổ. Đây là lý do vì sao đến tuổi này rồi mà ông ta không kiếm cho mình một người bạn cùng giường. Ông không muốn một đứa trẻ nào được sinh ra trong sự buồn bã của thành phố này. Ngay bây giờ, chúng ta đến với ở đoạn intro của bộ phim, và nó cũng không kém phần lôi cuốn. Hình ảnh và âm thanh làm ta thoáng mường tượng đến một thế giới của sự đau đớn và điên loạn, đúng chuẩn với cả phong cách của David Fincher. Ta thấy ai đó đã dùng lưỡi dao lam để cạo đi dấu vân tay của mình. Một cuốn sổ ghi chú thể hiện là có người bị ám ảnh tâm lý. Từ gót bị cắt ra khỏi tờ đô la là một điểm nhấn, cho ta thấy được là tín ngưỡng có vẻ là một điều quan trọng trong bộ phim này. Điềm báo rằng Chúa sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến nội dung và diễn biến của toàn bộ phim. Ở phân cảnh này, tiếng còi ưu tiên vào sáng thứ hai đầu tuần mang đến cho người xem một cảm giác rằng chúng ta chuẩn bị có một tuần bất ổn. Sau phần intro, người xem tiếp tục được giới thiệu về đời sống riêng tư của thám tử Mew. I thought we moved here to get away from tractor pulls. Đoạn thoại này cho chúng ta thấy họ mới chỉ chuyển đến đây sinh sống. Serpico's gotta go. Có thể bạn chưa biết, Frank Serpico là một cảnh sát chính trực. Ông này nổi tiếng với biểu tượng của lẽ phải, và Mew đang ví mình như là Serpico. Đây là một trong những cảnh hiếm hoi thể hiện tình yêu trong bộ phim này. Khi Mew ngủ dậy, anh ta vội vàng nên là không kịp tắm, nhưng mà không sao vì anh ta thích tắm mưa hơn. Somerset đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ đầy đủ cho một ngày làm việc mới. Mew thì đã chuẩn bị hai cốc cà phê, chắc có lẽ là để chuộc lỗi cho thái độ vô duyên thừa thãi của ngày hôm trước. Nhưng mà rất tiếc, trong mặt tao có giống như đang thèm cà phê của mày không? Khi xem đến đoạn này, mình lại có một cảm xúc, đó là hầu hết những nhân vật trong phim này luôn làm nhau khó chịu. Trong khoảnh khắc này, chúng ta nhận được một tin vui, đó là một cái xác chết đã được tìm thấy. Những gì tiếp theo ta thấy là cuộc trao đổi vui vẻ đến từ những con người yêu thương nhau. Somerset như thường lệ lại đặt ra những câu hỏi. Thật ra ý của câu hỏi này là tại sao mày không tin rằng nạn nhân đã chết mà cứ thích hỏi đi hỏi lại thế hả? Barney Fife ở đây là một cảnh sát vô dụng trên một show truyền hình nổi tiếng. Thám tử Mew đang muốn cà khịa rằng ông cảnh sát vừa nãy cũng là như vậy. Somerset không phải là fan của những cái câu cà khịa hài hước này. Khi mà Mew đưa ra kết luận cho một vụ án, chúng ta biết rằng đấy là một kết luận thừa thãi và không phải. Đúng theo mô típ của một bộ phim trinh thám thì đây không phải là một vụ tự tử mà phải là một vụ ám sát. Có vẻ như đây là một vụ án độc đáo và sát thủ thì cũng khá là đẳng cấp. Còn Mew thì đang cố tỏ ra chuyên nghiệp nên là anh ấy nói lóng vãi chưởng. Somerset bảo, mày im, mày thì biết cái gì mà phát biểu. Đúng là cái chiếu chưa trải bao giờ. Somerset muốn Mew cảm thấy bẽ mặt. Thông điệp ở đây rất rõ ràng, Mew không có sự lựa chọn mà phải chấp nhận dưới quyền của Somerset. Sau 10 phút thì đây mới là lúc bộ phim chính thức được bắt đầu. Detective Mills, would you go help the officers question the neighbors? Không phải tự nhiên mà Seven là một trong những bộ phim hình sự hay nhất mọi thời đại, vì nó lột tả được bản chất kinh dị nhất của kẻ sát nhân, đó là lạnh lùng, tàn bạo và quái gở đến mức cùng cực. Hắn ta chấp nhận cái chết như là một sự ban ơn của Chúa. Nó là hình ảnh kinh điển của mọi loại tội phạm bước đến bước đường cùng. Tác phẩm này đã vượt qua được vấn đề về cái thiện và cái ác đối đầu với nhau, mà chen vào đó là phác họa một bản chất thật của nhân vật, lột hết vỏ bọc thường ngày, đối đầu với nhau bằng sự thú tính vốn sẵn trong con người. Dành cho những bạn nào chưa xem thì bộ phim này sẽ là trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời của bạn. Và mình là Kiên Xoăn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của câu chuyện điện ảnh. Nhớ like và đăng ký kênh Kiên Xoăn nhé. Bye bye anh em.